chào quý vị. Hôm nay thứ ba ngày 20 tháng 12 năm 2022. Mời quý vị theo dõi bản tin buổi trưa của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Vòng loại của chương trình The PMU Việt Nam 2022 tìm kiếm tài năng phun xăm thẩm mỹ đã diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh. Vòng truyền hình dự kiến từ tháng 2 đến tháng 4 năm 2023. Đây là cuộc thi tay nghề phun xăm thẩm mỹ lần đầu tiên được tổ chức trên truyền hình dành cho các thí sinh là người Việt Nam trên toàn quốc trong độ tuổi từ 18 đến 45 tuổi. Chương trình sẽ tạo ra một sân chơi giúp cho những người đam mê với nghề phun xăm thẩm mỹ nói riêng và ngành làm đẹp nói chung khẳng định tay nghề và vị thế của mình. Đây là một cuộc thi hoàn toàn thuần Việt. Đây là sân chơi để cho các thí sinh, những người làm nghề phun xăm thẩm mỹ có cơ hội thể hiện tài năng và tự tin tỏa sáng. Đơn vị tài trợ đồng hành xuyên suốt cùng sự kiện là nhãn hàng Long Huyết PH của công ty trách nhiệm hữu hạn Đông Dược Phúc Hưng. Long Huyết PH là thuốc thảo dược đầu tiên và duy nhất được Bộ Y tế công nhận là thuốc điều trị giúp tan bầm tím, giảm sưng đau, phù nề, mau lành vết thương. Sản phẩm cũng đã vinh dự nhận được chứng nhận thuốc thảo dược số 1 giúp nhanh phục hồi sau phun xăm, phẫu thuật thẩm mỹ do người tiêu dùng bình chọn liên tiếp nhiều năm liền.